chụp hình mấy ngày. Để ở đây để làm câu chuyện để cho họ Thiên lưu truyền nghìn năm cái clip này. Cái đó này nguyên cái băng này là còn bao lâu nữa đâu. Mới rồi con có sám hối với cha mẹ. Bây giờ xin chào sư phụ. Thì từ sáng giờ đệ tử này thấy ai hầu như cũng thèm sư phụ và chúc tụng sư phụ nhiều quá. Mà đệ tử này vẫn có một điều thắc mắc với sư phụ hồi đó. Mà bây giờ hết rồi. Xin kể lại nha. Chút xíu. Có ai mà mặt dày á bằng đệ tử này không? Bao nhiêu người đứng xin nhà làm đệ tử mặt dày này cũng đứng cũng nhảy vô đến mấy lần nữa mà. Nói này là công cháu gặt nghe quý vị, là hát ôn nữa, anh quân đội lì lắm á. Mà cũng phải bị ly như vậy á, cuối cùng mới được á. Đó. Thì Cái thứ nhất á, hồi đó đó, sư phụ cứ gọi đệ tử này á là gì phải không? Cái ông công giáo bất kỳ. Quê ơi là quê. Mà cũng càng ngượng đó. Cũng thôi. Mà không, thú thật với sư phụ là không bao giờ giận sư phụ. Mình chỉ tiếc con cái là có lẽ chưa có duyên với sư phụ. Đó là điểm thứ nhất. Cái thứ hai nữa, có lẽ là sư phụ đã biết mình có một cái điểm gì để không nhận là đệ tử. Thì chính chị Lan đây, đệ tử này cũng có tâm sự với chị Lan, nói sư phụ mà nhận đệ tử này thì nói gì cũng được. Chúc tới chị Lan nữa. Tới vô lại. Mà nói đến đây thì phải cảm ơn chị, người thứ nhất là chị Lan, người thứ nhì là Bác Ngư. Mà cũng lời lắm á, mới nhận mà. Cái lý do đó hồi xưa thử thách mấy đệ tử lớn này đó là gì? Một người đệ tử mà đi quân đội là cực kỳ là có nghiêm khắc đúng không? Khó có tin về tâm linh. Thứ hai là đạo công giáo rạch nữa. Chúc đưa đệ tử này nói nữa nè, hai người. Và nữ chương dương đang ngồi đó. Cái vấn đề là một sư phụ không có khả năng nói được hết tất cả miền Bắc mấy chục triệu người Bắc. Nhưng đệ tử này hôm nay lên cái clip này có thể độ được vài triệu người như trời đó, còn có biết không? Cho nên cái cơ trời nó như vậy. Nên đệ tử này là có cái sứ mệnh. Sư phụ không có khả năng đó, nhưng mà đệ tử này hôm nay nói vài câu nhưng mà có thể độ được vài chục triệu người. Mấy con có hiểu không? Nói tiếp đi. Đó, độ thêm vài chục triệu luôn nhân miền Trung nữa thì sao? Bây giờ tới phiên hỏi thăm sư phụ chút. Là đệ tử này rất buồn. Buồn cái khúc đó chứ không phải bây giờ buồn. Cái giai đoạn đó. Sư phụ ở Thiên Long Giang bao nhiêu người vào nhận hết. cái clip mà ở ngay cái hội trường nó kêu là gì con? Vietnamese Civic Center. Cái đó để mình ngắt cái này để mình trả lời để hồi nó qua quên. Bữa đó là không có ý nhận, nhưng mà trước khi đi gặp một cái pháp lịch cái đông á, là mấy chị dì đã nhìn thấy mình rồi, cũng giống như hồi bữa ở Việt Mi Thao hôm qua phải không, kia không có ngờ là đông. Nhưng mà trước khi đó buổi sáng là mấy chị kêu bữa nay con có giao duyên gặp nhiều người là nhận hết, cũng giống như nãy cha mẹ đứng đây trên thế giới mấy chị nghĩ cái thượng đế tại sao hôm qua ở tòa thánh Vatican, tại sao không đi những cái nhà thờ cực kỳ sang trọng của Ý, của Âu Châu mà cha lại đứng đây với mình. Quý vị có nghĩ ra không? Cha mới đứng đây nè, cha mới vừa nói chuyện với sư phụ đúng không? Thì cha khen chúng ta đó, mỗi lần nhận đệ tử đều là do mấy vị bề trên kêu. Còn bình thường cái luật mà của cá nhân Thiên Tuấn Kiệt này là người nào phải gặp 3 lần. Thứ nhất, ít nhất là cũng phải là có cái tâm tốt và phải có lòng thành và có lòng tin. Đâu phải ai muốn tin con của ông trời là tin đâu. Cái người nào tin một cách mà không có phân tách kỹ lưỡng thì cũng không thích nữa. Cái lòng mê tín á.
là thiệt mới nhận. Thì đó là cái rule, cái luật là ba lần là vậy. Nhưng mà có những cái buổi đặc biệt là có thể là những cái cơ hội mấy vị đó nhìn thấy, nếu mà thù chắc vào gặp chùa ba lần mới nhận đó, thì những người đó không có cái cơ hội để đi về trời. Vì trong những người đó có người mình có thể gặp một lần sức khỏe, những người lớn tuổi đó, thì độ cho bề trên từ bi mà cho họ cái cuối cùng để về trời khi mang họ thiên là vậy. Cho nên mình có những cái exceptional á, nó là ngoại lệ, phải không? Dịch tiếng Việt là ngoại lệ. Cho nên đừng có phân bì. Còn lúc đó đó mình nhìn thấy đệ tử này còn sức đi lên núi thường, mà ở đây cách đây nhiêu tiếng, 2 tiếng hả? Hơn tiếng, phải không? Thì còn gặp nhau hoài thì nhiều cơ hội là mình phải đi vậy đó. Đi mấy năm mới nhận là vậy. Nên đừng có phân bì. Còn phải ông ít nhất cũng là cha cho ông ít nhất cũng 5-7 năm như chơi á, thì dư thời gian mà. Còn những cái người mà như đi Nam Cali nhận hay là đi Houston nhận, đó là những cái bờ trên ga lệnh, đó là thật. Còn riêng sư phụ là đứa nào 3 trên 3 lần phải có là phải biết cha biết mẹ, có lòng tin đàng hoàng. Rồi nói tiếp hay là tới đây, cảm ơn sư phụ nha, giờ này sư mới biết sư phụ đây rồi tới